Kính thưa quý vị, các đồng chí, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức chương trình đối thoại với đoàn viên hội viên năm 2024. Đại tá Nguyễn Văn Hòa, tỉnh ủy viên, phó bí thư Đảng ủy, phó đốc Công an tỉnh chủ trì chương trình đối thoại. Tại buổi đối thoại, đoàn viên thanh niên và hội viên hội phụ nữ trong Công an tỉnh đối thoại năm nhóm lĩnh vực gồm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, công tác xã hội giúp dân, công tác chuyển đổi số, công tác đoàn ở công an cấp xã. Trên tầng lĩnh vực, đoàn viên Hồ viên được nghe Đại tá Nguyễn Văn Hòa, các đơn vị chức năng trong công an tỉnh giải đáp các vấn đề quan tâm. Bộ đối thoại giúp ban thường vụ đảng quỹ, lãnh đạo công an tỉnh nắm bắt tình hình tư tưởng đoàn viên, hội viên, đánh giá hiệu quả việc thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác thanh niên phụ nữ để có biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quần chúng trong công an tỉnh. Dịp này, công an tỉnh tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi viết nhiệt quyết người thanh niên công an xã trên địa bàn tỉnh Long An. Giám đốc công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 10 cá nhân xuất sắc đạt giải trong cuộc thi trên.